Hello các bạn, John đây, quận Cam, cuộc sống quận Cam Cali. Hôm nay John sẽ đi vô cái quán Crispy Pork. Nó nằm ở trên đường ngay trung tâm Bô Sa mình đó, trên đường Phước Thọ mình, đưa Sài Gòn mình đó. Thì hôm nay John sẽ vô, John thử cái món nó kêu là bắt chẻo lừa, là quán phở Thái. Thì các bạn sẽ vô thử coi với John nhé. Hello các bạn, thì John đã vô trong tiệm Thái. Thì đây là tiệm Thái, đó là Crispy Pork nha. Thì hôm nay John sẽ order một cái món, nó kêu là món phở Thái đó, bột noodle. Phở Thái mình nói tiếng Việt mình kêu là phở Thái đó, thì tiếng Thái gọi là bát chẻo lừa. Thì hôm nay John sẽ order một cái món đó và các bạn sẽ biết đây là khu quan cảnh của tiệm Thái. John thì rất thích đi, giờ nó vắng thì giống như một mình đặt nguyên cái nhà hàng, không có ai hết, tha hồ. Thì hôm nay John order một cái phở Thái. Thì đây là phở Thái, John order thêm một loại ly nước lạnh. Thì phở Thái nó ăn khác cái phở Việt Nam mình đó, là nó không có rau. Đây, cái này phở Thái đó, nó chỉ có như vậy thôi đó các bạn. Nó có thịt nè, có bánh phở nè, nước phở, và nước phở của nó thì là cái màu như thế này nữa nè. Nó không giống như là phở Việt Nam mình đâu. Ai mà có thời gian thì thử đi, ăn cũng ngon lắm, rất là ngon. Này có meatball nè, rồi nó có thịt, gan. Nói chung lại là nó giống như là một cái tô lẩu, tô súp ấy. Thấy không? Cái màu của nó các bạn thấy không? Nó cũng khác hẳn với Việt Nam mình, mà đặc biệt là không có rau, rau ngò và rau ăn phở của mình đó. Bây giờ John đang tới giờ John sẽ ăn thưởng thức. John mời các bạn ăn nha. Bây giờ John ăn đây. Nó rất là lạ. Cái này nó có cả rau, nó giống như phở của mình đâu các bạn ơi, nó rau. Rau cải làng đó, này rau cải làng đó. Một tô này nhiều lắm, người không ăn ít được á, người mà không ăn nhiều á, không ăn nổi đâu. Nhưng mà John thì ăn dữ lắm, mình cho có thể sẽ hết, ăn hết tô này. Thịt ở đấy nó làm là thịt bò rất mềm và ăn ngon. Nó mềm lắm, nó cũng vậy, mềm ngon. Các bạn có thời gian ghé qua nhà hàng Thái, bất cứ nhà hàng Thái nào, nhưng mà cũng tùy nha, không phải là nhà hàng Thái nào cũng làm cái này đâu, làm cái món này đâu. Giờ từ sáng giờ cho chưa ăn cái gì hết, cho nên đang đói bụng. Thích nhất là lúc mà đói đó, đói là cho có tật ăn á, giống như là thú. Thêm miếng thịt nữa, ngon quá. Ăn đồ ăn Thái có một cái đặc biệt là phải ăn cay, nhưng mà cho lại không cháo, biết ăn cay. Thôi là một cái điều không có thú vị mấy, tại vì cho ăn cay nhiều ta chảy mồ hôi. Đây là cho ớt nha các bạn, một đống ớt luôn, cho không nhém. Rất là bức, rất là ngon. Còn quên một nữa là không có tương đen hay tương đỏ hay cái gì hết á.
chắc chưa đầy 5 phút á, cho nó làm xong một tô phở Thái ngon quá các bạn ạ. Nếu có dịp thì nhớ thưởng thức phở Thái nha, rất là ngon. Ok rồi, một bữa giờ lunch của John cũng như là xong rồi đó các bạn. Thì đây là cái một hôm nay là John vô là mình ăn được giá đặc biệt giờ lunch, cho nên cô có 11 đồng 89, mình cho thêm tiền tip nữa ấy có 16 đồng 17 đồng đó. Thì nếu mà ai mà có rảnh có thời gian ghé vào mấy cái tiệm Thái đó các bạn, với tiệm Thái thì kêu thử món phở Thái đi, thử cho biết, rất là ngon. Cho cuộc sống của Cam Cali chào các bạn nha, hẹn gặp lại, bye.